Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lệ Minh. Hôm nay mình tiếp tục live về cái dụng của thằng Trương Quốc Quy nha quý vị, để mình vạch mặt cho bà con hiểu rằng bộ mặt đạo đức giả, lừa đảo, lưu manh, trộm cướp của anh em thằng Trương Quốc Quy nha. Thôi nói với anh chị các bạn, tôi nói thật mà nói, tôi rất là ghét những cái thành phần mà ăn quỵt. Các bạn biết những người cho thuê nhà ở bên Mỹ này rất là ghét những cái loại đó, tại vì ở bên Mỹ này thuê nhà không phải giống như Việt Nam. Các bạn biết bên này nó luật pháp rồi, và những cái sự tốn kém của những người mà cho thuê nhà đó, họ vất vả lắm. Nhiều khi họ mua nhà tại vì cho để nó có được cái tài sản, nó không phải đóng thuế bảo hiểm và phải, nó gọi là phải maintenance cái khu vực, nghĩa là phải bảo trì nữa, nó tốn kém. Cho nên người chủ nhà họ 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 cho thuê để có được một cái chút lợi tức đủ để đang mà chi trả cho cái tiền nhà, mà cho thuê nhà gặp cái thứ ăn quýt như anh em gia đình của thằng Trương Quốc Huy này, nó rất là khốn nạn các bạn biết không. Tôi nói với quý vị, tôi nghe mà tôi hiểu, tôi nói mà tôi giật cái mà tôi nói mà đâu có sai đâu. Cái thằng giờ này nó ăn quýt ít nhất là 2-3 tháng chứ không phải là 1 tháng nữa, kinh hồn thật. Nó ăn quýt của người ta từ hồi tháng 12 năm 2023, các bạn thấy đó. Chứng tỏ là cái người cho thuê nhà này, người ta đã điều đình với nó, người ta còn có cái sự nhân đạo và quá tốt với nó, mà người ta không hiểu biết nó sau 3 ngày hoặc 5 ngày tùy theo tiểu bang, nhưng mà người ta đã điều đình cho nó rồi, nó tìm cách ăn quỵt người ta tới 5 tháng. Các bạn nghĩ tính đi, tháng 12 rồi tới tháng 5 nó bị Iblis là nó đưa ra tòa kiện nó đó, là tới tháng 5 là người chủ nhà họ phải rất là vất vả vật lộn với cái thằng này. Tại vì họ không muốn bị mất tiền, quý vị biết không, họ tìm cách để đặng mà hy vọng là nó sẽ trả, nhưng mà nó lợi dụng cái lòng tốt của người chủ nhà. Nó nêu người ta tới tới tháng 5, thì các quý vị nghĩ đi, 2.600 đô một tháng, từ tháng 12 đến tháng 5 đi, tháng 5 ngày 7 Tây là nó bị evict, có nghĩa là nó bị tòa tuyên phạt nó phạm phạm tội. Đó là nó phải dọn ra, tòa cho nó thời gian nó dọn ra, nhưng mà nó lì, các bạn thấy không, như tôi đã chia sẻ, nó lì, nó muốn kéo thêm thời gian nữa. Nó ở ngày nào đỡ đỡ tốn tiền ngày đấy, cái thứ ăn quỵt mà nó lên mạng nó đi đấu tranh, nó đấu tranh cho những người dân trong nước. Quý vị thấy đó, mấy cái đám chống cộng toàn là cái lũ ô hợp lừa đảo không à. Cho nên bà con, người dân trong nước hết sức là cẩn thận với những cái loại người này ở bên ngoài đó. Nó làm truyền thông, nó làm y như thật vậy, nhưng mà cái loại nó ăn quỵt, nó mất dạy lắm. Cái thằng Trương Quốc Huy này các bạn thấy đó, cái người chủ nhà người ta mất 5 tháng tiền nhà nha. Tôi nói với quý vị, chưa tính tiền luật sư, tiền tòa án nữa. Đó. Thì cái người chủ nhà này họ mất, theo như tôi thấy, 2.600 cộng lên cho 5 tháng thì cũng gần 15.000 đô, đâu có ít đâu các bạn thấy không. Tại tiền luật sư nữa. Đó. Từ tháng 1 tháng 5, tháng 5 nó kéo dài ra, các bạn thấy nó dọn là bữa nay là coi như là mất 1 tháng nữa rồi, là nó bước vô tháng 6 rồi. Đó là coi như người chủ nhà họ bước qua tháng 6 họ mất nữa rồi. Đấy, rồi bây giờ họ phải nó dọn kiểu đó mà nó ở vậy đó, nó đi ra là nó sẽ bài. Chàng ơi, phải sơn nhà, sơn cửa, dọn dẹp, thuê người nội không, mà kêu thợ thầy những người lại thay thảm, nếu mà nhà mà lắp thảm nha, vách tường rồi nó hư hao rồi, bếp nút rồi, những cái mà gọi là dàn hệ thống ống nước plumbing electrical, những cái hệ thống điện nước đồ,
mọi thứ rồi nó làm hư hao của người ta. Cái thứ ăn quỵt đó nó mất dạy lắm, tôi nói cái gì, tại vì đây là một cái thương trường tôi bữa từng làm mà khi điên đầu với tụi nó chứ không phải là giỡn. Rất là nhức đầu, gặp mấy cái thứ ăn quỵt đó nó làm cho mình ăn ngủ không yên chứ không phải giỡn. Cho nên cái thằng Trương Quốc Huy này nó rất là mất dạy à, mà nó lưu manh nữa. Quý vị thấy đó, bộ mặt thật của anh em nhà nó à, qua Mỹ khi mà gặp tới cảnh sát là chỉ có chắp tay mà lại thôi, các bạn thấy không? Ở Việt Nam trong nước thì tìm đủ mọi cách xuyên tạc chống phá, qua Mỹ cũng vậy à, cũng xuyên tạc chống phá để câu view câu like à, kiếm cơm mà ăn. Đấy, khi mà câu view câu like mà không kiếm được view, không kiếm được like, không kiếm được tiền quảng cáo ấy, thì bắt đầu ăn quỵt tiền của người ta. Các bạn thấy mấy cái thứ này nó vô đạo đức lắm. Tôi nói các bạn, những người mà tôi nói mà những người thuê nhà ở bên Mỹ này họ họ cảm nhận được cái sự nỗi đau của những người cho thuê nhà. Tôi nói thật đấy, nó nhức đầu lắm mấy cái thứ mà nó ăn quỵt. Đấy, nó ngang ngược, nó dã man lắm à, chứ không phải như ở Việt Nam. Nhiều khi vì đời sống của những người thuê nhà trọ thì khi họ vất vả công ăn việc làm họ không có, các bạn thấy những câu chuyện rất là thương tâm. Họ và người chủ đồng cảm với nhau và cùng nhau gọi là xí xóa và bỏ qua hay là bớt tiền nhà. Nhưng không những có nhiều người chủ nhà ở Việt Nam người ta cho thuê, các bạn thấy họ thấy người thuê nhà vậy họ còn cho thêm tiền lại, cho đồ ăn, cho đủ mọi thứ hết, để mong rằng cái người mà thuê nhà họ 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 sẽ đứng trên cái đôi chân của họ và họ sẽ có cuộc sống nó ổn định hơn. Họ hai bên họ thương lượng với nhau một cách rất là hài hòa và nhân văn. Còn ở bên Mỹ này các bạn thấy, tôi nói 10 người thuê nhà hết 10 người mấy cái thứ mà gặp mà cái thứ mà nó ăn quỵt. Như cái thằng Trương Quốc Huy này tôi nói quý vị, vất vả cho người chủ nhà lắm. Nó khốn nạn đến nỗi mà các bạn thấy tòa án mà đã phiên tuyên phạt nó rồi mà nó còn không chịu dọn ra nữa. Đấy, các bạn nghĩ đi, tôi đã chia sẻ rồi, tôi chỉ lặp lại đi quý vị thấy đó. Mà người chủ nhà phải nộp đơn, phải thuê luật sư một lần nữa. Mỗi lần thuê luật sư đó là cái tiền mà luật sư mà đi ra tòa đó 500 cho đến 1.000 đô là giá chót, có gì thấy đó, phải nộp lên tòa, phải xin tòa đó, cho constable là cái loại cảnh sát mà tôi đã nói đó, để nó giải quyết những cái thành phần mà ăn quỵt như cái thằng Trương Quốc Huy này. Các bạn thấy đó, nó vất vả lắm đấy, vừa phải trả tiền luật sư để ra mà lần thứ hai để đặng mà gọi kêu cảnh sát xuống mà lôi đầu nó ra, trả rồi phải trả tiền tòa rồi thuê cái thằng cảnh sát đó nữa chứ đâu phải giỡn đâu các bạn. Các bạn tưởng đâu là cảnh sát mà trong vấn đề mà mình kinh doanh mà thưa kiện mà mình cần cảnh sát là mình phải trả tiền bộ à, những cảnh sát đó được tòa chỉ định chứ không phải là mình muốn thuê ai mình thuê đâu nha. Cái loại constable là một cái loại cảnh sát được tòa nó chỉ định đây, ở cái district, cái quận nào hạt nào thì nó có những cái người cảnh sát ở quận hạt đó được tòa chỉ thị để phải trả tiền cho cái người đó nữa, nó tốn kém lắm đủ thứ hết. Bởi vì cái thằng chó chết mất dạy Trương Quốc Huy này, các bạn quý vị thấy đó à, nó là cái thứ gọi là đầu đường xó chợ, những cái loại mà lưu manh đấy. Lên trên mạng thì lừa đảo bà con, những người dân ở trong nước. Tôi rất là buồn khi mà những người dân trong nước họ không có hiểu, họ cứ cho là ô thằng Trương Quốc Huy này nó thay mặt người dân trong nước nó nói, chàng ơi báo chí truyền thông người ta đã đưa ra lên hết rồi, những cái nan đề xã hội ai cũng đã biết hết à, thì mình từ đó mình tìm hiểu đó. Chứ có gì đâu phải đợi tới cái thằng Trương Quốc Huy này nó lấy gâu ông này nó cặm hàm bà nọ rồi nó lừa người này nó lừa người kia à, cái thứ mà ăn quỵt như nó thì tôi nói xã hội Mỹ này nó rất là khinh bỉ cái loại đó. Tôi hy vọng là cái người chủ nhà
họ sẽ bỏ hàng này vô collection, là vô trong vấn đề mà đòi nợ đó, để cho nó vô cái hồ sơ đen, để đặng mà nail nó, để đặng mà câu lưu cái tín dụng của nó. Mười mấy ngàn đô đâu phải là ít đâu quý vị, tiền của người ta đâm phải phải đóng thuế, trả bảo hiểm, mọi đủ mọi thứ hết. Các bạn nghĩ ở bên Mỹ này mà cho thuê nhà đó, rồi cuối năm mà còn phải khai thuế lợi tức nữa, chứ đâu phải nó đủ thứ hết trơn, chứ không phải giống như Việt Nam người chủ nhà cho thuê bao nhiêu thì cuối năm bỏ túi bấy nhiêu. Ở bên Mỹ này các bạn biết cuối năm nhà cho thuê đó là phải khai thuế, rồi là khai thuế lợi tức trong năm qua mình thu bao nhiêu đó, rồi mình mới khấu trừ ra chi phí này chi phí nọ. Còn cái tiền lời đó nó đẻ, nó có tiền lời tôi nói giống như 2.600 một tháng đi, trừ chi phí này kia ra lời được cho 1.000 đô đi, tôi nói cho nói 1.000 đô đi, là hên lắm đó nha, cái đó là hên lắm đó. Rất là hên đó. Rồi bảo hiểm này kia trừ này nọ, rồi trong cái 1.000 đô đó còn phải đóng thuế lợi tức lại cho chính phủ liên bang nữa, các bạn thấy không, nó đủ thứ hết trơn á, tiền tiêu tiền mắm tiền muối. Mấy cái thằng bất dạy mà thuê nhà mà nó cái kiểu nó ăn vịt đó, nó phá người chủ nhà thì khi điên đầu lắm, cái gì nó cũng hư, nó làm hư để đặng nó làm cho người chủ nhà phải điên đầu với nó, rằng nó kéo cái thời gian nó ăn vịt dài hơn vậy, vất vả lắm. Bởi vì tôi kêu gọi bà con những người mà theo dõi chuyên quốc quy đó thức tỉnh tẩy chay nó đó, để cho nó sống trên cái đôi chân của nó đi ra nó làm thuê làm mướn đó, nó làm thuê làm mướn, nó đổ mồ hôi, nó sốt con mắt, nó vất vả như bao người, nó mới thấy được cái giá trị của cuộc sống. Chứ còn mọi thứ mà gọi mà lên mạng ngồi đó xuyên tạc chống phá rồi dở mở trò lưu manh đây, rất là khủng khiếp đó. Cho nên tôi thấy vấn đề mà hằng chương quốc quy anh em tụi nó vừa rồi các bạn thấy đó, nó dọn nhà ra nó cũng làm trò làm trống, là cái thứ mà ăn quỵt của người ta rồi mà nó còn làm giống như nó là một cái gì đó là ghê gớm lắm, là một cái người gọi là đấu tranh cho quê hương, cho tổ quốc, cho dân tộc, cho đất nước. Các bạn thấy đó anh em nó tới nỗi mà những người mà YouTuber người ta lại người ta chỉ quay cái sự thật, anh em của nó muốn thứ điều mà muốn ăn tươi nước sống người ta, còn muốn làm tiền người ta nữa đó, một view là 3.000, mất dạy ghê không đấy. Cho nên mình thấy cái sự việc của thằng Trương Quốc Huy nó đã lộ ra, bại lộ ra, cho nên mình chia sẻ về với quê hương, với những người mà đang theo dõi nó cần phải thức tỉnh, đừng có mê muội mấy cái đám chống cộng ở hải ngoại, nó chỉ lùa gà thôi. Nó làm cho quý vị ngọ mê ngoạn theo nó, lôi cuốn theo nó, rồi cuối cùng chẳng ra chẳng có cuộc sống nó chẳng có tốt đẹp gì hơn, nó còn tệ hại hơn. Mình nghe mình học hỏi những người ta hiểu biết, những người người ta có kiến thức, những người người ta thành đạt, những người ta có kinh nghiệm sống, người ta có đức hạnh, người ta có những cái đời sống tốt, mình học hỏi. Còn những cái thứ như anh em gia đình thằng Chiên Quốc Huy các bạn quý vị thấy đó, bản chất gọi là côn đồ lưu manh, giả danh yêu nước, có ra hệ thống gì đâu, lên mạng thì thằng nào cũng như thằng nấy, qua xứ người ta còn thua một con chó, lúc nào cũng ngồi đó chống phá xuyên tạc rồi nào tam quyền phân lập.
Tham quyền phân lập đồng, thấy thấy thằng Mỹ, thấy thằng cảnh sát Mỹ là chắp tay, thấy liều mà lại nó rồi. Bởi vì nó chớ chiêu lắm quý vị ơi. Tôi sống ở trên đất Mỹ này mấy chục năm mà tôi đấu tranh với cái tụi này, tôi hiểu tụi nó, tôi biết tụi nó. Nó quỷ quyệt lắm. Nó khủng khiếp lắm chứ không phải như quý vị nghĩ đâu. Quý vị nói là xã hội Việt Nam nó tệ, nhưng mà cái lũ này nó còn tệ hại, nó còn tệ hại hơn nữa. Nó rất là ô thôi. Thì mình dừng lại ở đây. Xin chào quý bạn, chị các bạn nha. Bye 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 bye.